bạn thân mến nhá. Ngày hôm nay thì Xuân lại có mặt ở một cái đám cưới của một đôi bạn trẻ cũng sử dụng cái dịch vụ chụp ảnh ở bên studio Phú Gia bọn mình. Ngày hôm nay thì Sơn cũng đến đây tham dự đám cưới và ghi lại những cái hình ảnh ngày đại lễ vu quy của đôi bạn trẻ này. Thì trong cái đám cưới ngày hôm nay thì có những cái tiết mục chương trình gì hay thì Sơn sẽ ghi lại và Sơn truyền tải đến kênh để cho các bạn xem nhá. Vâng, mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ giơ tay lên để khoe nhận lên tới tất cả quý vị hồi hôn ngày hôm nay được không ạ? Vâng, giơ tay đem nhận để khoe với tất cả quý vị rằng hôm nay chính thức với bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng di chuyển sang bên thắp bánh tình yêu và cùng chia sẻ cặp bùi với chiếc bánh photo của các chiếc bánh thành 3 lần ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, một lần cắt bánh là một lần yêu. Hai lần cắt bánh yêu thêm nhiều. Ba lần cắt bánh trong ngày cưới hạnh phúc bên nhau mãi mãi yêu. Và chúng ta cùng nổ chào vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu ạ có thể vui lòng đổi vị trí cho nhau một chút được không ạ? Xin mời cô dâu sẽ di chuyển sang bên tay trái một chút. Xin mời chú rể sẽ hiện diện từ vị trí giữa sân khấu ạ. Chú rể sóc thật mạnh trái sân banh đi ạ. Vâng, để tránh hết nỡ rượu trên tay sẽ bắn vào váy áo rất xinh đẹp của cô dâu thì xin mời chú rể có thể nhún chai rượu lên trần nhà. Và xin mời chú rể sẽ bỏ hẳn quả bác ra trước ạ. Và sau đó thì xin mời chú rể sẽ ấn nhẹ nắp chai trong tay và hướng lên phía trần. Và dùng sức mạnh tình yêu mãnh liệt của mình lắc thật mạnh ra tay lên ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể sẽ lắc lên lắc xuống ạ. Lắc trái lắc phải lắc tứ tung lắc tứ phía để số người của chai trong tay càng lớn thì niềm hạnh phúc của hai bạn sẽ càng được trọn vẹn và viên mãn ạ. Vâng, với thử thách đầu tiên, quý vị có thể động viên cho riêng chú rể Văn Thành một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng, nếu ai quý vị đã đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì mới cảm giác được cái chú rể sốc mạnh đến những mức nào đấy ạ. Vâng, chai sân banh đã nổ rồi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay dắt lên thắp lên tình yêu của mình. Xin mời. Vâng, đúng là diều hồng xin hãy chung tay, rể dâu cùng rót đắm say nghĩa tình. Rộn ràng trong tiếng âm vang, chính cho hạnh phúc của chàng cùng em. Lạc này gói bánh trưng xanh, cho anh gặp trước cho anh gặp nàng. Thế mới biết là duyên kỳ định, cho nhân duyên đến mãi muôn đời sau. Vâng, chai sâm banh thứ hai xin mời chú rể thực hiện y như chai sâm banh đầu tiên và rót ra hai ly rượu ở phía dưới bàn mà ban tổ chức tôi đã bố trí. Và chú rể Văn Thành ơi, chú có là chỗ dựa của Uyên không? Uyên yếu đuối nên cần che chở, em hay vấp nên cần nâng đỡ, em dại khờ nên chả biết lo toan, em đem cả cuộc đời này phó mặc cả cho anh, dẫu đắng cay vui buồn đều cam chịu. Yêu thương ơi, chắc rồi anh sẽ hiểu, yêu em rồi anh sẽ khổ nhiều hơn. Vấn đề minh chứng cho tình cảm tình yêu của đứa bạn trẻ thì lúc này đây, đứa bạn trẻ đã cùng tay trong tay rót lên những tháp ly tình yêu với những dòng rượu chảy màu đỏ tượng trưng cho màu máu và những làn khói trắng đang buông tỏa khắp căn phòng cưới ngày hôm nay để minh chứng rằng tình cảm của anh, tình cảm của em nay đã hòa chung là một. Đúng là sự hợp kết nghĩa phu thê, tình trung duyên thắm qua về với nhau cùng cho tất đến mai sau thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Vâng, mời em chèm rượu giao thề, huy hữu duyên thân lý cùng về bên nhau, hai ta ý hợp tâm đầu, niềm vui mang đến mà nỗi sầu vơi đi. Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 3 được không ạ? 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Cô dâu
Tố Uyên và chú rể Văn Thành được đón nhận rất nhiều những tình cảm, sự hiện diện và ngọc chúc phúc của toàn thể quý vị khách quý đến từ mọi miền của Tổ quốc. Và ngoài được đón nhận những tình cảm, sự hiện diện chúc phúc của toàn thể quý vị, thì cô dâu và chú rể còn được đón nhận những món quà rất ý nghĩa của những người thân. Mà đứng đâu cuộc đời bằng một trái tim chân thành hòa quyện với một tình yêu sâu lắng, nơi bạn trẻ đã và đang tay trong tay trong tình chồng nghĩa vợ chèo lái con thuyền tình yêu của mình đến bến bờ hạnh phúc. Và những món quà rất ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay đã minh chứng cho tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ đến với nhau. Và chúng ta cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn với những món quà rất ý nghĩa đến từ những người anh, người chị của mình. Có một cây thì làm chẳng nên non, nhiều cây chụp lại thì nên hòn núi cao. Mâm quyết định của gia đình chúng tôi lúc này là một mâm 16. Chúng ta đã ngồi đủ một mâm 6, chúng ta bổ ra trưởng mâm và phó mâm nhỉ. Trưởng mâm thì ra đũa, ra bát, và phó mâm ra chén, ra rượu. Mà có chầu thì không thể thiếu cau, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Tôi thuốc lá thơm thì thắm tình dân tộc, mà hương chẳng ngon được nghĩa đôi ta. Đẹp lòng thỏa ý mẹ cha, vui anh vui chị mà vui ta vui mình. Anh chào chú rể nhá. Vâng, chào. Chú rể cho anh hỏi em một xíu. Cái cảm xúc của em sau khi mà mình đã ở trên sân khấu mà đã tổ chức chương trình gọi là đại lễ vu quy của chúng, hai vợ chồng đấy. Thì hiện tại cảm xúc của em lúc này thì em cảm nhận thấy như thế nào? Thứ nhất là em anh đâu? Em thì thực sự là đầu tiên em đứng sân khấu. Chưa bao giờ đứng sân khấu cả thì đầu tiên em rất là hồi hộp. Nhưng mà hồi hộp đấy thì em vẫn có một cái vui của ngày cưới. Thì nói chung là rất là khó tả đúng không? Khó tả. cái cảm xúc lúc này nó rất là khó tả đúng không? Anh thấy là khi mà em bật nắp chai rượu đầu tiên ấy thì có vẻ là hơi bỡ ngỡ đúng không? Bởi vì là có thể là mình đi tham dự những cái đám cưới của các bạn bè mình nhưng mà mình lại chưa được trực tiếp là để được bật nắp những chai rượu như thế bây giờ. Thế là ngày hôm nay thì hai bạn thì đã lên vợ chồng rồi. Thì thôi dù sao chăng nữa thì anh cũng xin chúc cho hai em được trao đổi hạnh phúc nhá. Chương trình tổ chức lễ thành hôn của đôi bạn trẻ thì cũng đã xong rồi các bạn ạ. Còn bây giờ thì bắt đầu là vào bàn tiệc rồi. Ở đây Sơn quan sát thấy thì cũng khá là nhiều bạn của cô dâu. Có những bạn gái rất là xinh nhưng mà đang ngó nghiêng đi đâu ấy. Mình lúc nãy mình cũng có quay các bạn ấy khi mà đứng chụp ảnh với cả cô dâu rồi. Nhưng mà bây giờ ghi kỹ hơn một xíu nữa để cho các bạn xem nhá. Đây có một bạn bạn gái này, một bạn gái ngồi cạnh bạn trai kia kìa. Đấy. Lúc hồi mình vào ấy thì mình có gặp ở ngoài cổng rồi thì bảo đâu em gái nuôi của cô dâu. Còn cô dâu thì đang ở phía trong kia, đang đi ra. Chắc có lẽ là mình sẽ đợi cô dâu ra và mình xin một vài lời cảm nhận của cô dâu nữa các bạn ạ. Đây các bạn ơi, cô dâu thì đã xuất hiện ở ngoài hội trường chuẩn bị để ăn cỗ và tiếp các bạn rồi. Anh chào cô dâu. Vậy em chào anh ạ. Đúng là cô dâu ngày hôm nay rất là xinh. Thế cô dâu cho anh hỏi một chút là cái cảm nhận của em ấy sau khi mà mình chính thức là hôm nay đã có chồng rồi đúng không? Và khi hai người đã tổ chức cái lễ thành hôn xong rồi, bây giờ thì là đến cái khâu là gọi là mời rượu bạn bè thôi. Thì cái cảm xúc của em lúc này thì như thế nào? Vui ạ. Rất là vui đúng không? Thế anh hỏi thêm một chút nữa. Khi mà trên tay mình đã được đeo một chiếc nhẫn rồi, nó kiểu như là một chiếc khóa rồi ấy, thì em có cái cảm giác gì? Cảm giác gì? Cảm giác khó tả. Hạnh phúc đúng không? Tất nhiên là vui vẻ và hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà có cảm thấy nó bị bí bức hay là nó bị trói chặt cái gì không? Không ạ. Anh thì anh thấy có nhiều bạn là bảo là mỗi khi đeo nhẫn vào là cảm giác là như là mình đã bị khóa lại ấy. Thì con em thì cảm giác nó bình thường đúng không? Rồi cảm ơn em nhá. Đây chú rể đang đứng bên cạnh và cũng đang cười thầm đấy các bạn ạ. Rồi chúc cho hai bạn là được trăm năm hạnh phúc, sẽ đứa con đầu lòng sẽ là đứa con trai. Thích con trai hay con gái? Gái ạ. À con gái ạ, ok. Được con gái đầu lòng thì sẽ được đảm đang hơn. Vâng.
Rồi, cố gắng chúc hai vợ chồng là cứ được trong hạnh phúc, cuộc sống hàng ngày là hạnh phúc và vui vẻ là được rồi. Rồi, cảm ơn em. Vậy, cảm ơn. Giờ này thì mọi người cũng đang lưng ly để chúc mừng cho cô dâu chú rể cũng như là đại gia đình hai họ những chén rượu hồng. Đấy, em chào các anh nhá. Giới thiệu tên cho các bạn, đây là một số anh cũng trong kiểu nhà dạp. Và điều đặc biệt hơn nữa thì bên này thì có hai MC, hai ca sĩ Chí Thanh và Lan Ngọc. hai người rất là vâng, chào anh nhá. Đó, còn bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây để ngồi đây ăn cơm uống rượu cùng với các anh thôi các bạn nhá.